Chào mừng cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn đã đến với mảnh nhỏ của Minh Thành Vlog. Đầu tiên Thành cũng xin được gửi lời chào và cũng xin kính chúc cho tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống thường ngày. Nếu là lần đầu tiên đến với kênh, hãy đăng ký kênh để tiếp thêm niềm tin và động lực cho Minh Thành Vlog. Không nói gì hơn, một lần nữa Thành xin trân trọng cảm ơn rất là nhiều. Và qua đây Thành cũng xin nhắn nhủ với tất cả anh chị và các bạn cùng làm YouTuber. Mong tất cả anh chị và các bạn hãy đến với nhau bằng tất cả sự chân thành và hãy dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất với thông điệp hãy cho đi được nhận lại. Video hôm nay Thành xin chia sẻ Honda CBR 250RR cập nhật phiên bản tiêu chuẩn và SP cho năm 2023. Trong năm mới, Honda đã công bố bản cập nhật dành cho CBR 250RR tiêu chuẩn 2023 và CBR 250RR SP 2023 với một cải tiến mới về hệ thống bên trong dẫn đến công suất cao hơn và đi kèm các phụ kiện giúp việc lái xe trở nên thú vị hơn. AHM là nhà sản xuất và phân phối địa phương của Honda tại thị trường Indonesia đã công bố sự ra mắt của Honda CBR 250RR SP 2023 với động cơ được sửa đổi. Nhờ đó tỷ số nén của động cơ đã được mở rộng lên 12.5.1, tăng so với 12.1.1 ban đầu và có thể sản sinh công suất tối đa 42 mã lực tại 13.000 vòng trên phút và có thêm trang bị quick shifter một chiều giúp nâng cao hiệu quả sử dụng. Trong khi phiên bản CBR 250RR 2023 tiêu chuẩn không có thay đổi nào, xe vẫn sử dụng động cơ 2 xi lanh thẳng hàng 4 kỳ DOHC 8 van, dung tích 249.3 cm khối, sản sinh công suất 39 mã lực với các bộ phận mới của hệ thống treo trước hành trình ngược Sova BBF có hiệu suất tốt hơn so với trước đây. Tuy nhiên trang bị trên cả hai mẫu xe là giống nhau: hệ thống đèn LED toàn diện, màn hình hiển thị kỹ thuật số toàn phần, hệ thống ga điện Hero by Wire, đi kèm với đó là 3 chế độ lái Comfort, Sport và Sport cộng, hệ thống phanh đĩa đơn trước sau và hệ thống ABS giúp tăng sự tự tin khi lái xe. Trọng lượng xe ở mức 170kg không có chất lỏng, được đánh giá là đặc biệt nhẹ hơn so với các đối thủ cùng phân khúc. Về giá bán tại thị trường Indonesia, Honda CBR 250RR tiêu chuẩn sẽ có mức giá tương đương khoảng 98 triệu đồng khi đổi sang tiền Việt. Phiên bản CBR 250RR SP 2023 sẽ được bán với mức giá tương đương khoảng 124 triệu đồng khi đổi sang tiền Việt, rẻ hơn so với thị trường Thái Lan đang được bán với mức giá tương đương khoảng 249.000 baht, tương đương khoảng 168 triệu đồng khi đổi sang tiền Việt. Và vừa rồi là thông tin và hình ảnh về mẫu Honda CBR 250RR phiên bản tiêu chuẩn và SP cùng mức giá bán của mẫu xe này. Hy vọng video sẽ đem đến những thông tin tham khảo với cho cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn. Thấy video hãy cho Thành xin một like và đăng ký kênh để tiếp thêm niềm tin và động lực. Và sau cùng xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở video sau. Và bye bye.